chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tao Bao TV. Thôi thì khả năng là thiếu dầu cao lắm, mày lại phải về lấy. Anh mang gì mà phải nấu siêu dầu đấy? À đây đây, mang cái túi đây. Mày biết cái gì đâu? Hôm nay anh em mình sẽ làm một món thử thách mọi người. Ai, Tim Hồng tôm. Tim Tim à? Đây là phồng tôm. Là đây. Ngày bé mình cũng thích ăn phồng tôm lắm đấy. Nhưng mà bây giờ sẽ làm một cái. Thế em gói này nhé. Phồng tôm. Ôi, cứng ghê. Ui. Cứng mà chư ra đấy. Nó dán xong nó mới hết cứng. Cái này dán đấy. Hả? Ờ. Cái máu rồi. Cái máu. Dán này hả? Đừng nhìn. Tí nữa nó cháy đấy. Vẫn cháy thế mà. Ờ, cái gì đấy. Ai làm? Thế thì bao giờ mình dán hết một đống này? Đấy, hôm nay làm hôm nay làm món đinh đinh khổng lồ. Đinh đinh nhiều đấy. Đúng mà không dám để bơi được vài tí. Ra kia bơi thì nhem nhem ở đó. Nhem nhem. Nhem nhem người ta lại nhem đá bục xuyên. Tiền lại thôi rồi đấy. Ba. Ba. Tin ba làm mấy? Ba cứ đi đi. Đấy. Ba đi đi. Tôm ra nè. Đây. Ngon thế. Ôi, nó dán xong nó kêu ngon thế này. Cái thịt dán cái nào? Nó bắt đầu bằng thứ. Ngon thế. Anh nhìn tặng bóc một túi như sao nhỉ? Nó bóc một túi mà. Kiểu cái này như kiểu là đinh đinh giả ấy. Đinh đinh này đinh đinh Trung Quốc này. Đúng rồi nè. Cái túi nhỉ, ra cái ra được các thử gì được. Thử gì, anh cho giỏm ấy nhỉ. Mang lửa sang bên kia thì có lửa một chút á. Hãy hợi vào. Mà đi mà hợi, hợi là cái gì? Hãy hợi, hợi hợi với kia vào. Này cho cái túi này. Phồng tôm siêu khổng lồ. À, nó lại cắt cười nè. Phồng tôm siêu to khổng lồ. Đim đim siêu to khổng lồ. Này tao làm bim bim tôm này. Bánh trưng tôm siêu to khổng lồ. Bim bim này là bim bim tôm à? Phồng tôm. Bim bim cũng đặc sản Việt Nam. Thế bây giờ thấy bim bim là Việt Nam rồi đấy. Đây. Đưa cái mông mui vớt đây. Ngon quá nhỉ. Có trứng tàu trứng cây ý nè, đây là địa đảo trứng quốc gia vườn. Đảo trứng quốc gia ai dạy được đấy, đấy được rồi như thế này là được rồi. Lấy cái chậu vớt đi, nó nổi lên rồi. Lấy cái chậu vớt đi, nó sưng đấy, thế này là được rồi. Sưng cả lũ này ơi, cái tim gì mà sưng to đây đấy. To một loạt này xong nó nổ hết ra. Lấy cái chậu vớt nhanh. Cái này gọi là bỏng ngô. Lấy cái chậu vớt. Cái này là bỏng ngô. Hay vớt đấy. Đấy, thấy chưa? À, sưng hết lên luôn. Ui, thế đâu. Ui. Ôi, to này. Ui. Nổ không? Không. Ui. Em thấy cái kia vẫn chưa nổ hết cơ. Ui. Làm nào vớt được kịp đấy. Ui. Giá ngoan con ngàn. Ui, lấy cái mâm để lót xuống dưới, còn cái mỡ này đây. Cái đây. Lấy đúng mâm à? Mâm bên kia nhanh lên, lấy đi. Lót xuống dưới. Tí lại lấy cái dầu cũ. Đây. Lót xuống dưới. Ây da. Không nổi cái phồng tôm này nó nở to thật. Chả ăn được. Để chạm tay, chạm tay. Chạm tay, chạm tay. Đi ra. Đây. Em cho em nấu cho. Đây. Từ từ cho hết mẻ này đã. Cho hết mẻ này đã. Vậy em trổ tài món này không? Em biết kiểu rồi. Cho hết mẻ này đã. Cách gì nhé. Sưng to vãi. Sưng. Sưng quát phồng ra bỏng dạ. Trỗi mày đấy à? Hả? Ông. Ông đánh cua không? Anh em mình lấy phước. Cái bỏng. Bỏng này. Bỏng này thì đánh cua được. Anh cái này tao đi bán làm bim bim được. Cái này là bim bim thì là cái gì?
nhiều vào. Ôi giời ơi. Cho nó thế nó mới phồng cơ. Không, nhiều vào. Yêu, thế này á, có một đả một chuyên. Một túi chưa hết hai túi nữa mọi người. Chưa hết một, chưa hết hai túi đã gần đầy chậu gì ấy. Ngon đấy, ngon đấy. Nhưng mà ăn nó vị như nào ấy? Chắc ăn giống bỏng gạo. Hôm nay anh em mình đi nổ bỏng gạo đây. Bỏng gạo, bỏng ngô ấy. Trong cái ít đường được bộ kilo à? Ăn chết luôn. Lòng giòn thế nhỉ? Lòng giòn. Chúng cho em một chút em mang về nhé. Đâu quỷ sứ. Ôi thế này thì đấy. Hết chỗ này thì chắc cũng nhà. Không phải dạng vừa đâu. Anh đảo khuêu khuêu cho nó to lên. Ôi ví. Ví của trời. Tao vả nó phát bây giờ. Rồi làm sao mà cái gì mà vớt kịp à, thế thì không có nhiều cái nữa. À cho ra xe lôi nữa. Anh ơi anh lấy thêm. À lấy cái phao ra đây. Cho anh mình tắm phao luôn. Được đấy. Nằm lên phao trong ăn kiểu du thuyền. Đúng vậy. À cho vào. Đúng rồi đấy. Anh phải đi về lấy cái thuyền đi. Thuyền tao đã đi lấy rồi nhưng mà cái thuyền to thì đấy, còn thuyền nhỏ thì đục mất rồi. Mua thuyền nhỏ khác. Đi. Đi, mà đi mà đi. Ăn nó khoai. Mát trời. Ngắm tiên cảnh. Sao cái này nó nhanh phun sưng như lên nhỉ. Dính dầu vẫn là trừng lên. Thế chắc anh không dội dầu vào. Dội, mày dội vào. Hết mất rồi. À, chỗ kia còn tí à? Hết mất nước rồi. Mỡ. Hết mỡ rồi. Cái nước nó có phần không? Hôm nay mang thiếu đồ mọi người ạ. Cứ thế đem cái thuyền ra đây thả trôi sông. À, trôi suối. Cho em ăn trước nhé. Đi. Cái món này thì ta chả sợ. Mày thích ăn bao nhiêu thì mày ăn. Ôi mọi người nhá. Ăn ăn món bỏng tôm. Bỏng tôm. Phó bằng mặt luôn. Hết dầu. À xem nào. Một. Giòn. Hai. Giòn mềm tanh tách luôn. Năm. Sáu. Ủa thế là vừa rán được có 8 bịch. Như kiểu nhai xốp ấy. Sướng. Như kiểu nhai xốp là sướng. Xốp sướng. Ngày mai mày nhai xốp không để tao lấy. Ngon đấy. Sa bảo bọn hội trẻ trâu lấy thì là. Ôi hết rồi. Hết dầu rồi. Bảo bọn hội trẻ trâu lấy về lấy đi. Cho bớt đi. Hành ăn không? Thế nào có lấy về không? Cho bớt. Có. Em lấy về thế nào? Em thích lấy về bao nhiêu? Em lấy cốc. Vâng rồi. Anh em mình đang chơi vừa tắm vừa ăn đây. Nhưng mà lại không mang phao. Ai giòn vãi. Mày xuống này mày vãi cái gì? Mày vãi cái gì? Mày tệ. Hai thay đi con, đây đang chanh nha. Rồi ok, hết rồi. Hết dầu rồi. Chỉ được thế này. Hết mất dầu. Phải lau. Cũng rán được nữa. Mấy thằng kia qua đâu? Con gì? Ôi giời, thôi kiện nữa. Tiếp nồng. Còn gì? Bịch to. Wow. Bên lên đây. Băng bỏng. Chiếc to khổng lồ. À, bên đây nào. À, bên chưa xong à? Ấy, mỡ này. Mỡ nó vàng nha. Ui xa. Mày ăn tương cà hay tương ớt? Tương cà. Tương cà, đeo lên này tương ớt. Ớt của bố rồi. Ê, mang lại tương ớt đi. Tạo lao. Đi sang bên đây. Ấy. Đi. Sao con lên tắc nhỉ? Hãy xuống dụng ăn đi. Trời ơi à.
mời tất cả mọi người ăn miếng cùng tôi, miếng hoa đệ nhé. Sò sò. Em. Sò. Mà quá cửa. Ôi. Tôi leo ấy. Bọt gì đấy? Ấy, sao mới lại heo nước nước? Anh đi miếng. Ôi, ba. Bà ăn phồng tôm không ạ? Ui, mỡ ra. Đừng có nhúng xuống nước. Anh à. Ui. Ăn cái kia anh nhìn như kiểu là hoa giềng ấy. Hoa giềng là sao? Cái tương cà ấy. Điền. Vì giống hoa giềng. Thế mày thích ăn tương cà hay là tương ớt? Tương ớt. Tương ớt bên cạnh này. Cho em xin mời cái. Mời tất cả mọi người nhá. Cho em xin cái này của cái này. Của cái này này. Đây là tương cà ngon hơn rồi. Tương nha, tương ớt thôi. Đây, tương ớt. Có cả cà. Có tí cà bọ. Ngon nhỉ. Ngon dã man. Chính nó là cái gì chưa? Nơi mà kiểu kiêng hết cũng là chắc là cả làng không ăn hết. Rồi hết một nửa. Chưa hết một nửa. Vâng. Rồi có 6 gói. Anh mua bao nhiêu gói? 15, 16 gói. Bao tiền một gói? Ai để ý được. Tao mua một gói bao tiền? Tao đi mua nhiều đồ. Nhiều là bao tiền? Được. Sao không biết? Khá là ngon bạn nhỉ? Sao ngon? Cái ngày xưa nghiện món này không? Trẻ con. Mà ngày xưa cái phồng tôm ngày xưa nó không phồng to như này đúng không? Bé. Em ném ra cho tôm ăn cùng. Chết rồi. Liệu có điểm không? Không biết. Cá đang bơi ra. Tránh ra vẫn ngửa. Vâng ăn ạ. Tặng đang bơi ra. Ngon nhỉ. Mẹ em ra em tắm tí đã. Làm chó. Cái sao? nhìn anh biểu diễn này. Biểu diễn gì? Đẹp vọt mà cái gì? À sao? Trong cái chuối à? Cá nhỉ? Cá nhỉ? Mày động mà tao làm gì? Em động đâu, anh đá rồi em. Không, tao đi lên bờ đấy. Trong cái chuối. Nào cái nữa. Em ăn cái này từ lúc dán mà no mất rồi. Nhưng mà cái này mà có con vịt thì sẽ ngon hơn đấy nhỉ? Đúng rồi đấy. Tắm tại anh có nghe thấy tiếng vịt không? À, tại vì tắm đói còn ăn cái này nó lại ngấy mọi người ạ. Mà phải tắm một lúc rồi ăn mới ngon. Cá gì vậy? Ê, mang đi ra này. Để cho cá nó ăn. Để cho ấy. Xem cá nó ăn như nào. Mình lấy ít phồng tôm ra cho cá nó ăn mình ạ. Ngồi im. Đứng im nha, nó sang đây nó rỉa nè. Đây, đang rỉa đây. Đấy, im. Nó ăn nhất một cái này kìa. Mình lại gần nó chạy mất rồi. Đứng im, không có quậy. Đừng có ném ra đây. Đừng thở, không thở. Để về đem cho. Đây, lại ăn gì kìa. Nó lôi như kiểu lôi gì lâu ấy.